chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mọi người có nhìn thấy là cái setup ngày hôm nay nó hơi khác không? Mình đang đứng để quay cái video này chứ không phải ngồi như mọi khi nữa. Bởi vì sao? Hôm nay chúng mình sẽ thử tất cả những cái quần áo mà mình đã order online để mặc trong dịp Tết này. Thì rất nhiều bạn yêu cầu mình là làm một video về lookbook Tết này hoặc là mặc gì ngày Tết giống năm ngoái. Nhưng mà năm nay thì mình thậm chí là mình còn không có thời gian đi mua đồ nữa cơ. Nên là mình đã quyết định là mình sẽ ngồi và mình order online tất cả những cái đồ này. Và đặc biệt ở đây có một cái gói rất là to của Shein. Thì những cái đồ ở trong này, cái video này không được sponsor bởi Shein nhá. Mà là nếu mọi người xem những cái video ở bên Mỹ thì Shein khá là nổi tiếng bên Mỹ rồi. Nó như kiểu là một cái Forever 21 nhưng mà nó rẻ hơn một chút. Thế xong rồi mình nhìn thấy trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo rất là nhiều trên Facebook của Việt Nam. Nên là mình đã thử order xem là cái chất lượng quần áo này hoặc là cái giá cả như thế nào. Thực ra về giá thì mình thấy là nó cũng không rẻ lắm nhưng mà cũng không đắt lắm. Nhưng mà về chất lượng thì hôm nay chúng mình sẽ mặc lên để xem là như thế nào nhá. Còn một cái gói ở đây nữa là của Lab này. Trong này có hai bộ áo dài và hai chiếc túi này của Clovis Bar. Đây là một hãng quần áo trong Sài Gòn. Rồi đây là chiếc váy đầu tiên mà mình đã thử này. Thì cái này là một cái chất nó gọi là hơi, lúc mà mình nhìn ở trên mạng ấy thì mình nghĩ là nó sẽ hơi nhung nhung và hơi dạ một chút. Nhưng mà thực sự là ở ngoài cái chất vải của nó khá là mỏng và không được xịn cho lắm. Và cái phần chun ở chỗ tay này nó hơi bị kiểu lỏng lẻo ấy, chứ nó không phải là chặt. Và mọi người nhìn thấy là nếu mọi người mặc cái áo lót ấy mà nó push up một chút thì cái phần này nó sẽ hơi bị hở này. Đó. Về cái độ dài của váy thì mình sẽ đứng lên đây cho mọi người xem nhá. Nó sẽ không quá đầu gối bởi vì thường thì mình cũng ít mặc váy nào mà quá đầu gối lắm. Thường là dài hẳn hay là ngắn hẳn. Đó, thì nói chung nhìn thực sự nó cũng không đến nỗi quá tệ. Nhìn xa thì khá là đẹp nhưng mà cái chất vải ấy thì mình nghĩ là nó nên là dày dặn hơn thì nó sẽ cảm giác là thoải mái hơn, cái chất vải nó hơi mỏng một chút. Bây giờ sẽ sang với cả cái thứ hai. Mình không nhớ cái này là cái gì. À đây, ok. Cái áo này mình nhớ rồi. Khi mà mình nhìn thấy thì mình rất là muốn mua. Bởi vì sao? Mình rất là hay gọi là gì nhở? Trên phòng gym ấy thì mình hay mặc sport bra. Và mình sẽ mặc những cái áo như thế này ở ngoài để khoác ra ngoài. Và khi đến nơi ấy, mình chỉ việc cởi cái zipper này xuống này. Thế sau đó cởi áo ra và bắt đầu đi tập luôn. Chứ mình không muốn là phải mất thời gian thay quần áo các thứ. Nó rất là lâu ấy. Thì đây là một cái áo gọi là gì nhỉ? Pullover à? Không, nó không phải là hoodie bởi vì nó không có mũ. Rồi đây là cái áo thứ hai khi mà thử lên. Thì mình thấy khá là ok. Không có gì phải phàn nàn cả bởi vì mình mua cái này là size S. Giá của nó là 314.033 là bằng cái váy lúc nãy. Cũng đổi ra đô là 13.54 đô. Nhìn nó rất là sporty ấy. Mình thì thích là chất vải nó dày dặn hơn một chút xíu. Nhưng mà thực ra đối với cả số tiền này mà mua ở trên cái trang web đấy thì mình thấy như thế này cũng khá là ok rồi. Khi mà mình đi tập nếu mà trời lạnh ấy có thể mặc thêm một cái gọi là windbreaker, một cái áo khoác ở ngoài. Nhưng mà nếu mà khoảng trời mùa thu hoặc là trời gần sang hè rồi ấy thì cái này mặc ở ngoài cũng là ok rồi. Mình có thể kết hợp với cả một chiếc quần Adidas như thế này. Đó, nếu mọi người thích mặc như thế này mọi người có thể kéo cổ lên, hoặc là nếu mà không thích thì có thể bẻ cổ ra như thế này. Đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn thích là kéo nó lên như thế này hơn. Okay, đây là một cái váy bodycon màu xanh mà tay dài này. Thực ra mình thì rất là người rất thích mặc bodycon bởi vì những cái đồ free size mặc lên người mình nó rất là to ấy. Nên là mình rất thích mặc những cái đồ mà nó hơi bó một chút. Thì cái này vải nó mỏng hơn mình nghĩ. Cái này là size gì đây? Đây là size S. Đây là cái váy khi mà mình mặc lên. Cũng ok. Và một cái bình luận mà mọi người đã nghe từ nãy đến giờ đấy là vải của nó hơi mỏng nhá. Tức là khi mọi người, các bạn gái ấy, nếu mọi người mặc cái váy này thì mọi người nên mặc một cái áo lót mà nó trơn. Ví dụ như cái của mình mặc bây giờ thì nó không phải là trơn nên là nó sẽ hiện rất là rõ những cái họa tiết ở trên cái áo ấy. Đó, còn về kiểu dáng thì cái này nó sẽ khoét hơi sâu một chút nhá. Và mọi người đứng lên đây này thì sẽ nhìn thấy là nó có những cái đường hơi xéo ở bên này. Đó, và nó sẽ ôm sát vào người mình ở dưới này và nó tạo cái đường V ở dưới này. Cũng ok. Giá của cái này mọi người đoán xem. Vẫn là như thế, 314.000. Tiếp theo sẽ là
Cái này hình như là một cái áo len một phần. Đây. Cái này là một cái áo len mà cái chất của nó kiểu hơi lông lông một chút xíu. Mình lúc nào mình order thì mình nghĩ là cái này là sẽ mềm hơn, nhưng mà thực sự nó cũng không mềm cho lắm. Cái này thì mình có thể mặc chùm qua người được. Bây giờ mình sẽ mặc luôn cho mọi người xem nhá. Tại vì mình nhớ là mình có order một cái áo len màu trắng, nhưng mà hình như là nó là cổ gọi là gì nhỉ? Cổ kiểu trễ vai ấy, chứ không phải là cái này. Để xem có kéo được không nhá. Không, chắc chắn là không kéo được, bởi vì cái này nó không à đâu. Từ. Có, mọi người có thể kéo được cái này xuống này. Chứng tỏ là cái này có thể mặc được hai kiểu nhá. Mặc dù là nó không phải là quá co giãn ở chỗ này, nhưng mà nếu mọi người cần thì vẫn phải kéo nó xuống như thế này. Đó. Chất của nó thì là kiểu lông lông. Đây cho mọi người xem gần hơn một tí nhá. Trắng quá nhỉ. À đây là size S này. Nhưng mà nếu bạn nào muốn là mặc cái phần cổ nó thoải mái hơn ấy, thì có lẽ là mọi người nên order một size to hơn là size M, thì mình kéo xuống nó sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cái này là ở dưới là mình vừa rồi này, khi mình kéo xuống thì nó sẽ là đến đây. Đó. Còn khi mà mọi người muốn mặc như thế này thì cũng được, không sao cả. Tiếp theo sẽ là một cái, thì như cái này là một cái váy liền, nếu mà mình nhớ không nhầm. Đây là cái thắt lưng đi kèm này, thì mình sẽ vào để mặc thử cho mọi người xem nhá. À, vâng, đây là có thể gọi là một chiếc váy mà khó hiểu nhất mà mình từng mua. Tức là bây giờ khi mà mình buộc vào rồi, mọi người nhìn đây là cái đai ở đây đúng không? Khi mà mình buộc vào thì nhìn nó sẽ như thế này, nhưng mà mọi người có nhìn thấy là khi mà mình di chuyển ấy, thì hai bên nó sẽ kiểu tẽ ra dần dần ấy, và nó sẽ làm hở hết tất cả những thứ ở trong ra. À, và cái đai này thì nó có hai cái, gọi là hai cái lỗ ở hai bên để mình có thể cho cái đai vào. Nhưng mà khi mà mình cho cả hai vào cùng một lúc ấy, thì nó lại không được, bởi vì nó sẽ hở hết ra. Đây, khi mà nhìn ở dưới thì nó sẽ là như thế này. Thực ra nhìn rất là ok, nhưng mà mình không hiểu được là cái đai này nó là như thế nào ấy. Cái cổ của nó hình như kiểu là sơ mi ấy, và cũng hơi giống kiểu vest luôn. Chất vải thì vẫn như vậy thôi, chưa có gì thay đổi cả. Vẫn chưa dày dặn lắm, vẫn hơi mỏng. Nhưng mà chắc mình phải tìm hiểu thêm về cái đai này xem nó là như thế nào, chứ như thế này thì không ổn lắm. 461.772. Đây chính là chiếc outfit mà mình đã bảo là rất là khó để demo, bởi vì mình cũng phải loay hoay một lúc mới mặc được vào. Thì nó như là một kiểu overall ấy. Đấy, nếu mọi người nhìn thì nó sẽ như thế này. Nhưng mà đằng sau này, mình cảm giác như nó bị hơi rộng gì vậy. Thế là nó cứ thừa một đống ở đằng sau ra ấy. Nói thật là trông nó hơi lởm một tí. Cái này là 354.620 đồng. Đó. Nó sẽ có một cái túi ở đây nữa. Đây, hai cái túi hai bên. Có thể để đựng lì xì các kiểu. Cái này nếu mà mặc áo ở trong màu đen hoặc là mặc áo ở trong màu trắng thì cũng đều được. Cũng được, màu thì đẹp nhưng mà cái chất vải thực sự là mình không thích lắm. Tiếp theo là... À, cái này là áo phông bình thường thôi. Ở trên này có một số cái mẫu áo phông kiểu basic ấy. Thì... Đây, cái này là một trong những số đấy này. Chất nó thun lạnh. Và cái gì nữa? Đây là cái gì? À, đây là một cái váy dài, rất dài luôn, nó dài đến tận kiểu, đây cho mọi người xem, nó dài đến tận gót chân luôn, nhưng mà hình như là dài quá rồi. Mình không nghĩ thế nào về cái bộ này nữa. Tức là nó không quá tệ, nhưng mà nó cũng không đẹp. Cái đường may ở đây nhá, nó rất là, gọi là hơi ẩu một tí. Nó không được đẹp lắm đấy. Với cả có thể là bây giờ nó chưa được là phẳng ấy. Nếu mà cái này được là phẳng thì nó sẽ đẹp hơn. Thì
kể cả đứng lên đây có khi mọi người không nhìn thấy được cái độ dài cái váy. Nó sẽ xẻ ở hai chỗ như thế này. Đấy, xẻ ở hai bên. Mình mua size S và bụng với cả ngực thì là vừa này. Đó. Không biết phải nghĩ sao về cái bộ này nữa. Mình thấy cái đằng trước này nó hơi rộng và phải đi guốc vào nữa bởi vì nó rất là dài. Chắc phải đi guốc 10 phân để may ra, còn không thì sẽ dẫm vào váy liên tục luôn. Rồi, tiếp theo. Mà đây cũng là sản phẩm cuối cùng. À đây, mình nhớ cái này là cái gì rồi. Cái đây là thứ to nhất và chắc là đắt tiền nhất ở trong cái ho này luôn. Không phải trong cái ho này mà trong cái order của Shein. Đây là một cái áo khoác. Đây là một cái áo khoác lông. Nhìn thấy không? Nó rất là ấm khi mà sờ vào, nó rất là mềm. Bây giờ mình sẽ mặc thử cái áo phông này nhá. Sau đó mình sẽ mặc cái áo này ra ngoài xem nó như thế nào. Đây là cái áo lông nhá. Wow. Cảm thấy mình thấy là fancy. Thế nào? Đây, nếu mà cài cúc vào thì nó sẽ là không có túi đâu. Đây, có hai cái túi ở hai bên này nữa. Cũng được. Đấy, chất nó rất là mềm. Nếu mà mọi người mặc kiểu áo dày dày hơn một chút nữa ở trong ấy thì vẫn vừa. Cái này là 882.029 đồng. Size S. Mình có thể mặc vừa cả size XS nhưng mà mình nhớ không nhầm, nó không hình như hết size XS rồi thì phải. Đó, sờ rất là mềm. Khá là ấm. Ở trong thì nó không có lót cái gì cả. Ở trong thì nó chỉ là một cái lớp vải bình thường thôi. Nếu mà nó lót thêm một lớp lông hay cái gì đó nữa thì nó sẽ ấm hơn. Cái này chắc là cái ok la nhất rồi đấy. Rồi bây giờ sẽ thử sang xem nào. Thử sang cái khác một tí đi. Đấy là áo dài. Đây là hai cái áo dài mà mình đã nhận được từ Lab. Thì Lab là một cái cửa hàng mà mình một cái cửa hàng mà mình rất là hay mua đồ rồi. Nhưng mà năm nay thì Tết các bạn ấy làm thêm cả áo dài nữa. Thì đây là quà tặng kèm khi mà mọi người mua. Tặng thêm bao lì xì. Wow, thật sự là sau một hồi thử những cái quần áo của Shein mà chất vải nó rất là chán đấy, thử sang cái hàng thiết kế ở Việt Nam nó khác hẳn. Đây là áo dài này, cái này thì không có cổ. Mình thì bởi vì cái cổ mình hơi ngắn ấy, với cả mặt tròn, nên là khi mà áo dài mình rất là hiếm khi chọn những cái nào mà có cổ. Cái này nó sẽ đẹp hơn này. Đó, tay nó là tay lỡ như thế này. Và cái phần ở dưới mình thấy rất là hay nhá, bởi vì cái phần này này nó lại không phải là quần, nó lại là một cái váy. Đó. Và cái độ dài của nó thì không phải là độ dài như là áo da truyền thống mà nó hơi trên mắt cả chân. Đó, nên là nhìn nó rất là trẻ trung này. Mình nhớ cái này có cả màu vàng hay sao ấy. Nhưng mà mình chọn màu hồng. Đó, nhìn vẫn rất là truyền thống nhưng mà nó cường đã mở thăm sắp. Cái kiểu này thì nó không nhất thiết là phải bám sát vào eo như là áo da truyền thống bình thường. Cái này nó có thể rộng hơn một chút xíu cũng được, để tạo cho nó cái độ thoải. Rồi đây là bộ thứ hai. Và theo cảm quan của người đang đứng ở đằng sau máy quay là Cường, thì Cường thấy cái bộ hồng kia rất là đẹp. Và bộ này cũng đẹp nhưng mà nó là theo một kiểu khác. Cái này nó theo kiểu truyền thống hơn này. Và mọi người biết khi mà mình nhìn này mình nghĩ đến cái gì không? Áo dài hơi giống áo dài ăn hỏi. Bởi vì cả về độ dài này, rồi là cả về cái kiểu dáng ấy, thì nó đều rất là truyền thống. Đây, nó là cái bộ nhung. Và nhung này là đúng là nhung luôn đấy, chứ không phải nhung giống như mấy bộ lúc đầu mình thử đâu. Cái này mình nghĩ là cả những người mà trẻ và cả những người như kiểu mẹ mình chẳng hạn thì cũng đều mặc được. Bởi vì cái này nó không có gì cách điệu lắm, nó rất là truyền thống. Rồi ở trong này là hai cái hộp của Clothes Bar. Đây là một cái cửa hàng quần áo mình rất thích ở trong Sài Gòn, bởi vì giá của nó thì không phải là quá đắt này, mà cái số đo các bạn ấy may ấy cũng rất là đẹp. Đây, trong này thì có một cái hộp.
Thì mình sẽ thử bộ đầu tiên nhá. Special things for special one. Mình sẽ thử cái bộ đầu tiên là cái này. Rồi, đây là chiếc váy đầu tiên mà mình thử của Colette Bar. Thì váy này như mọi người nhìn thấy là một cái váy 2 dây này. Và cái màu vải của nó rất là nổi bật. Chỉ có một điều mà mình nghĩ là khi mọi người mặc cái này ấy, mọi người nên mặc áo lót dính. Bởi vì cái phần này này, nó di chuyển khá là nhiều. Nên là lúc nãy mình đã thử hai loại áo lót mà không có dây ấy, thì nó đều thỉnh thoảng nó sẽ hơi lộ ra một tí. Nên là nếu tốt nhất thì mọi người nên mặc những cái nào mà nó dính. Nhưng mà đẹp nhỉ. Đó, nó sẽ là như thế này. Và nó khi mà mình, mọi người nhìn thấy không, nó sẽ xẻ từ đây này, xẻ từ đây xuống. Nếu mà mọi người mặc cái này xong rồi mọi người đi một cái giày cũng kiểu lấp lánh ấy thì rất là đẹp. À, mặc cái này cảm giác như chuẩn bị bước lên thảm đỏ ấy. Cái này khi mà mình nhìn thấy trong cái bộ sưu tập này ấy, thì đây là cái mà mình đã muốn mua đầu tiên này. Bởi vì nó rất là cute, tức là nó vừa sexy một chút nhưng mà nó vẫn dễ thương. Vì nó có những cái ngôi sao ở trên này này, mọi người có nhìn thấy không? Đây, đứng gần mà nhá. Đó. Nó có những ngôi sao ở trên này. Thì ở bên này thì nó là không có tay này. Thế xong ở bên này thì nó có một cái tay nó phồng phồng lên như thế này. Đây. Ngắn thì nó sẽ ngắn đến đây và ở dưới này nó có những cái bèo này nữa. Chất này thì cũng là chất nhung. Cái này mọi người mặc như kiểu trong dịp đặc biệt cũng được. Mà ví dụ như kiểu đi sinh nhật hay cái gì đấy cũng ok. Đây là cái váy dài màu vàng nhung. Khi mà mọi người mới nhìn thấy cái váy này ấy, thì sẽ thấy nó rất là già. Nhưng mà lúc mặc lên thì khi mà ví dụ như mình đứng dưới cái ánh sáng này này thì sẽ đẹp hơn. Còn sẽ có một cái thắt lưng ở đây. Cái này là mình thắt theo đúng kiểu các bạn ấy thắt ở trong cái lookbook ấy, thì sẽ là như này. Nhưng mà tất nhiên là nếu mọi người thích thì mọi người có thể thắt theo nhiều kiểu khác nhau. Mà đặc biệt là cái chất này mặc lên rất là ấm này. Nếu bạn nào ở Hà Nội mà đi tiệc mà sợ lạnh ấy, thì những cái chất này mặc lên rất là thích. Ui. À, sướng kinh khủng. Xong rồi nó sẽ xẻ. Xẻ đâu nha. Đấy. Xẻ chỗ này. Nhưng mà ở trên này nó vẫn còn một cái lớp lót nữa ấy. Nên là mọi người sẽ không sợ là nó bị hở hay là lúc mà mình đi kiểu vô ý ấy, nó sẽ hở hết ra các thứ. Thì đây. Đây là cái... Mình rất là thích mặc màu vàng luôn. Thế mọi người bảo là cái màu vàng là màu kiểu hợp mệnh ấy. Nhưng mà mình mặc màu vàng lên mình rất là thích. Đây là bộ nhung tím. Và khi mà mọi người mặc đúng kiểu ấy thì sẽ là như thế này. Tức là nó sẽ hở một chút ở đây. Sau đó sẽ hở một chút ở dưới này. Tuy nhiên là trong quá trình mình mặc ấy, như mọi người nhìn thấy là nó sẽ hở cái gọng áo lót ở đây ra nhá. Thì trong lúc mình di chuyển nó cũng sẽ hơi hở ấy. Nên là hôm trước thì mình đã cài cái ghim băng vào đây. Ở phía trong thì nó sẽ là như thế này. Đó, tức là nó vẫn hở vừa phải. Nhưng mà nó sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn khi mà mình di chuyển hoặc là mình nói. Những cái bộ nhung của Closet Boy thì mình nhận thấy là nó rất là bắt sáng. Tức là khi mọi người đứng ở dưới cái ánh sáng, ví dụ như này chẳng hạn, thì nhìn nó sẽ rất là sang. Và cái bộ này nó là quần dài. Đó, nó là quần dài như thế này. Nên là nó sẽ vừa, nó có thể hở một chút ở dưới này không sao cả. Tại vì nó cũng không hở rốn, nó chỉ hở một chút gọi là kiểu da thịt ở đây thôi. Nhưng mà nó vẫn tạo cái độ thanh lịch, tức là nó vừa phá cách nhưng mà nhìn nó vẫn rất là lịch sự. Thường những cái bộ jumpsuit thì nó sẽ rất là khó cởi. Nhưng mà cái bộ này, cái phần khóa của nó đây, nó nằm ở ngay đây. Nên là mọi người có thể tự kéo khóa và tự kéo lên được, không có vấn đề gì cả. Rồi bây giờ mình đã thay về cái bộ mà mình cảm thấy là thoải mái nhất trong những bộ mình vừa thử. Bởi vì nó không phải là váy ấy, nó là áo dài tay nên mình cảm thấy thoải mái vận động. Thì không biết là từ đầu đến giờ mọi người thấy là bộ nào mình mặc là ok nhất, hoặc là bộ của brand nào thì mọi người thấy là đẹp nhất. Mình thì thấy là đồ của Shein tuy giá không phải là quá đắt, không phải quá rẻ, nhưng mà chất lượng của nó so với cả hàng thiết kế của Việt Nam ấy thì không được tốt cho lắm. Thì thà là mình bỏ những cái số tiền đấy để mình mua hàng thiết kế ở Việt Nam mình thấy còn đẹp hơn. Là cái hàng của Shein thì chỉ có 1-2 bộ là mình ưng thôi, là cái này và cái áo lông ấy. Còn so với Closet Boy hoặc là Lab thì đúng là không thể so sánh chất lượng được.
Không biết là mọi người có thích cái kiểu try on haul này không? Tức là mình vừa thử và mình vừa nhận xe đó mọi người luôn, hay là mọi người thích như kiểu là mình làm từ trước đến giờ? Thì không biết là cái nào mọi người sẽ thích hơn thì cho mình biết ở dưới nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Nói đến đây thì mình không thở nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.